Hôm nay ra thành thấy có tiền à? Thế bạn mập nhảy tố tiền đâu? Xin mời có cái nhân này, cái nhân này lại bảo một bạn có mẹ gì? Cô mập này mười mấy triệu đây. Xem nào ra thấy có đâu rồi. Tiền đâu? Ơi, anh em đây mọi con đồ ngon thôi, còn đồ đắt tiền thôi. Không tiền giá đâu. Anh em con cá mày nghĩ sao đâu? Em ơi, cắm tạm mày bị sừng đi ra đây có tiền một túi anh ơi. Bây giờ mày đã ăn ba mâm mày say anh em đi bỏ đâu hết rồi. Nào, cắm đi mười triệu bữa ăn tầm 15-20 triệu đấy. Nào, anh biết mày chỉ có lắm buổi này có tiền đâu. Đúng khét đấy người. Anh ra có việc của em ơi. Hả? Anh em người ta ăn xong hết người ta bỏ hết về rồi, bây giờ mình ở đây cũng mình đói nó hơn 20 triệu thôi. Ôi trời ơi, ra đi.